và trong chương trình cho phép ba tên lửa của Robert, sự sáng tác của nhà sư Nguyễn Cường. Và ba đã thấy mặt trời trên cao nguyên, xin vị cùng lắng nghe. Vì ta đã thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên, và ta đã thấy mặt trời rạo rực trên môi em. Vì ta đã thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên, và ta đã thấy mặt trời rạo rực trên môi em. Vội vàng em xa đi, đi qua lấy nước về, như ngọn sóng bờ đê. Vội lòng ta tê tái, vội vàng em xa đi, đi qua lấy bao sầu, như ngọn gió mùa đông, xe lòng ta tê tái. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.